Vô. Hello mọi người, hôm nay Yến Dragon và Tín Hà Lây. Tín Hà Lây. Hôm nay đi bấm biển nha mọi người. Hôm nay tụi mình đi bấm biển ra biển số cho khách để có xe chơi trước lễ nha. Thì hôm nay Yến thì lại có Tiger Sport 850. Còn Tín mày có xe gì, nói lớn lên nè. Lowrider ST bản màu White Sunbird, chiếc duy nhất tại Việt Nam nha mọi người. Đó. Đó này bấm biển. Đó đi bấm biển nha. Hôm nay chờ coi thử coi. Hôm nay mình có cái bảng này nè. Ăn trộm không Tín? Ăn trộm của ông Tính có cái bảng này nè, xin đừng ngồi lên xe. Bảng này để đây nè mọi người. Xin đừng ngồi lên. Xin đừng ngồi lên đầu hả? Rồi. Đó, hôm nay Yến có Tiger thì mọi người mà cần xe chơi trước Tết làm một nhớt ngày hôm nay thôi cũng có thể ra biển được nha. Thì đó Yến là có Tiger Sport 850, bảng này là màu 2025. Thì chắc là chiếc đầu tiên tại chiếc đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh mà 2025 lăn bánh luôn. Đó, cái chiếc Tiger Sport 850 này. Động cơ 8, động cơ nó 900 nha mọi người. Thì bây giờ cùng chờ Yến xem thử coi là chút nữa mình mân mê ra con số gì nha. Mày mình tính để coi chiếc này nó cũng ra con số gì. Số này yếm nha mọi người, không có để cho coi đâu. Mày sợ gì phải không? Nha, con này là con gì vậy? Con Lowrider ST. Lowrider ST, giá nhiêu mắc không? Hiện tại thì xe Lowrider ST hết rồi mọi người ơi. Chỉ còn một con màu xanh dương 869 triệu nha mọi người. 869, còn xe của em thì dòng này dòng ADV, cái này đi phố thôi. Cái dòng ADV này thì chỉ có giá là 369 triệu. Sao 369 triệu 900 nha mọi người. Ghê vậy. 2025. Đẹp không? Đó anh quay lên. À có một anh em đi cùng nữa là Anh Duy. Cùng nhà luôn. RC390. Đúng rồi, KTM này nè, mà anh em cũng quan tâm tới KTM thì hãy liên hệ với Yến luôn cũng được. Huyền Tín luôn cũng được. Nhưng mà Tín nó sẽ chuyên sẽ giới thiệu luôn. Cái khác đúng rồi. Chứ tụi em không bán cái KTM. Còn em, không, em thì bên em vẫn KTM với lại Husqvarna thì tụi em cũng cùng nhà. Không có gì hết, ai cần hỏi xe nào thì em cùng bán. Hỏi Harley thì đưa qua Huyền Tín. Còn mà hỏi Triumph thì có em. Mua xe giờ còn xuất hóa đơn được nha mọi người ơi. Giờ có thể xuất hóa đơn được. À, mình có thể xuất hóa đơn bấm biển số màu hôm nay luôn. Nếu mà mọi người phun tiền vào buổi sáng. Còn thiếu một số. Thôi không có nói như vậy nha mọi người. Còn thiếu anh, một xe. Anh cán bộ đăng ký xe lắc đầu rồi mọi người ơi. Hết cứu rồi. Thiếu số đến mức độ mà phải quay clip như vậy là anh cán bộ nhìn ra nhìn rồi còn lắc đầu mình nữa thì mọi người cũng hiểu rồi nha. Này à, mình sẽ nhờ ảnh quay tốt cho mọi người. Rồi hôm nay chúc mọi người một bấm biển, sẽ chúc quý khách hàng của mình sẽ bấm biển những con số đẹp. Còn còn gì nữa ta, ai mà cần xe mà cần số trong thời điểm này thì số thấy cũng Yến thấy đầu số cũng đang rất là đẹp với 26, 27, 28, 29 thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ Yến để mình có những con số đẹp nha. Sao Tính có muốn nói gì không? Mọi người nếu mà cần nhu cầu về Hà Lây hay là Bình Sinh thì có thể liên hệ em nha. Rồi. Chỉ vậy thôi. Với lại là nếu mà ngày hôm nay tụi mình đang thiếu số lắm, bên tao thiếu một chiếc mà thiếu mấy chiếc? Một chiếc luôn nha mọi người. Chỉ cần một chiếc thôi mọi người, cứu em nha. Hỗ trợ em nha mọi người. Đây mọi người. Ê, rồi, Yến ra số rồi nha mọi người. Vừa bấm luôn. Đầu 26. Còn thằng kia thì không biết, thằng kia chút nữa để coi nó số nhiêu. Đó. Đây nha. Ép luôn nha, ép luôn biển này tại vì khách Yến thích cái mẫu này. Đó, biển số ép luôn, xịn luôn. Giờ chỉ việc ịn vô và chạy thôi. Cảm ơn mọi người. Hai máy. Hai máy thì tự đoán đi mọi người ơi. Hai máy. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người hả?